Anh chào tất cả mọi người, mình là Irene đến từ Coi 68 TV và chào mừng anh em đến với số tiếp theo của series tuần qua có gì. Trong số lần này thì chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức quan trọng trong tuần về việc Fed giữ nguyên lãi suất cũng như là về những cập nhật của những đợt airdrop đặc biệt sắp tới. Anh em hãy cùng theo dõi để cùng không bỏ lỡ những thông tin quan trọng về thị trường crypto và blockchain trong tuần này nhé. Mà nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe Coi 68 TV cũng như là ấn vào nút chuông nhỏ ở phía bên dưới để ủng hộ tụi mình nhé. Đầu tiên đó chính là Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ 3 liên tiếp, giá của Bitcoin thì phục hồi. Theo thông báo vào rạng sáng ngày 14 tháng 12 thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong khung là 5,25 cho đến 5.5%, không đổi so với trước đó, đúng với dự đoán của giới quan sát cũng như là những nhà đầu tư. Đây thì là lần thứ 3 liên tiếp mà Fed giữ nguyên lãi suất sau các đợt điều chỉnh vào tháng 9 và tháng 11 như đã được Coi 68 đưa tin trước đó, và lần thứ 4 trong năm 2023 không đổi lãi suất cùng với tháng 6. Fed thì tuyên bố như sau: việc các điều kiện tài chính và tín dụng bị thắt chặt hơn đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp thì có khả năng sẽ tác động lên nền kinh tế, việc làm hay là lạm phát. Những tín hiệu gần đây thì cho thấy tăng trưởng kinh tế đã chậm lại so với đà tăng mạnh của quý 3. Tốc độ sinh việc làm mới thì cũng tương đối, song vẫn ở mức cao và tỷ lệ thất nghiệp đang được giữ ở mức thấp. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thì cũng cập nhật lại dự phóng về lãi suất cuối năm 2024 sẽ là khoảng 4,6%, cho thấy là Fed có thể sẽ giảm lãi suất đi 0,75% trong năm tới. Ngân hàng Goldman Sachs thì trước đó đã dự báo rằng Fed sẽ chỉ bắt đầu giảm lãi suất vào nửa sau của năm 2024. Fed thì kỳ vọng việc duy trì lãi suất ổn định thêm một ít lâu nữa thì sẽ giúp cho Ngân hàng Trung ương của Mỹ giảm tỷ lệ lạm phát vào cuối năm 2024 về khoảng 2,4% so với mức 3,2% ở thời điểm hiện tại. Sau khi bị điều chỉnh từ 44.000 về vùng 40.500 đầu tuần này thì giá của Bitcoin đã có nhịp phục hồi lên lại mốc là 43.475 đô la Mỹ. Đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới thì vẫn đang đứng trước cơ hội tiếp tục tăng trưởng trong phần còn lại của tháng 12 khi mà càng gần đến hạn chót để Ủy ban Chứng khoán Mỹ SEC sẽ phải phê duyệt cho loạt đề xuất ETF Bitcoin Spot vào đầu tháng 1 năm 2024. Động lực từ ETF Bitcoin Spot thì cũng chính là lý do đã kích hoạt cho đà tăng trưởng mạnh mẽ của Bitcoin trong quý 4 năm 2023 trở lại ngưỡng giá cao nhất kể từ 19 tháng trở lại đây. Tương tự với Bitcoin thì Ethereum thì cũng đã trở lại cột mốc là 2.280 đô, vẫn còn cách một quãng khá xa so với mức đỉnh của năm là 2.400 ở hôm 9 tháng 12. Các đồng ăn coi top hiện tại thì cũng đang phục hồi khá là ấn tượng với mức tăng trưởng từ khoảng 4 cho đến 16% so với cách đây khoảng 24 giờ. Lượng lệnh phái sinh bị thanh lý trong vòng 12 giờ thì cũng chỉ đạt mức là 95 triệu đô với 77% là các lệnh short. Sau khi điểm qua các tin tức của Fed thì chúng ta sẽ đến với những cập nhật về các dự án airdrop mới nhé. Tin tức thứ hai là nhiều dự án đang úp mở airdrop với mô hình điểm thưởng point cực kỳ ấn tượng. Nhân dịp là thị trường đang khá hưng phấn trong thời gian qua thì nhiều dự án đang tranh thủ dục dịch triển khai nhiều sự kiện để làm tiền đề cho airdrop. Ví tiền mã hóa Rainbow Wallet thì là cái tên mới nhất đã công bố chương trình điểm thưởng dựa trên hoạt động của người dùng trên mạng lưới của Ethereum. Rainbow Wallet thì là một ứng dụng ví blockchain của Ethereum có giao diện khá là đơn giản và an toàn, đã ra đời vào năm 2019 do sự hợp tác của Kristen Baroni, Jin Chung và Mike Demaris. Dự án thì đã huy động được một con số khá là ấn tượng là 18 triệu đô trong vòng Series A vào năm 2022 với sự tham gia của các quỹ đầu tư mạo hiểm như là 776 do Alexis Ohanian, nhà sáng lập của Reddit làm chủ. Theo thông báo thì Rainbow đã thực hiện snapshot hoạt động của người dùng ở trên Ethereum vào ngày 11 tháng 12 năm 2023 để xác định điều kiện tham gia cho chương trình. Mỗi người dùng Ethereum thì sẽ được phân bổ điểm points dựa trên các tiêu chí như sau. Thứ nhất là tối thiểu 100 điểm vào ví như là một động lực để khám phá nền tảng của họ. Thứ hai là giao dịch hay là sử dụng cầu ở trên Rainbow. Kế đến là nắm giữ ít nhất một Rainbow NFT vào thời điểm snapshot. Ngoài ra thì người dùng còn có thể kiếm thêm điểm point bằng các hoạt động on-chain ở trên Rainbow Wallet hoặc là giới thiệu người dùng khác sử dụng ví dựa trên đường link rep của bạn. Điều thú vị là Rainbow đã thú nhận chương trình điểm thưởng của họ là một chiến lược để săn cáo, ám chỉ là để thu hút những người dùng để sử dụng ví MetaMask về Rainbow với ưu đãi tặng điểm thưởng cho những người dùng giao dịch ở trên ví tiền mã hóa thông qua ứng dụng này trong vòng 12 tháng vừa qua dựa trên các khối lượng giao dịch. Rainbow thì tuyên bố là những điểm này có thể hoán đổi ở trên ứng dụng ví di động phiên bản là 1.9.11 nhưng không nêu mục đích cuối cùng của điểm thưởng.
Tuy nhiên, cộng đồng thì đang có rất nhiều suy đoán về những điểm Rainbow đang được hoán đổi lấy token do Rainbow đang phát hành trong tương lai, hoặc được xem là một tiêu chí xét duyệt để người dùng sẽ đủ điều kiện nhận airdrop hay không. Đây thì không phải lần đầu tiên một dự án sử dụng mô hình điểm thưởng points để làm tiêu chí xét duyệt cho người dùng đủ điều kiện nhận airdrop, mà còn đóng một phần không nhỏ trong việc thu hút lượng lớn volume giao dịch cho các giao thức. Mô hình tương tự thì đã được một dự án Layer 2 là Blush phát triển vào tháng 11 năm 2023. Đến nay thì đã thu hút được hơn 720 triệu đô tài sản dưới dạng là Ethereum và Stablecoin đổ về để nhận điểm thưởng là Blush Point, có thể được thu thập dựa trên số tiền bridge từ Ethereum sang Blush, cũng như là số người được mời trải nghiệm Layer 2 và được dùng để tính làm tiêu chí airdrop token cho Blush. Trước Blush thì có một cái tên cũng đã làm mưa làm gió nhờ chương trình điểm thưởng thời điểm giữa năm 2023, đó chính là Frantic, một dự án SocialFi ở trên Layer 2 là Base. Các điểm thưởng này hiện được giao cho những người dùng thử ứng dụng trong thời gian beta và được tính toán off-chain. Dự án thì còn tiết lộ là điểm thưởng sẽ được dùng vào mục đích đặc biệt để ngỏ khả năng là airdrop khi mà ứng dụng chính thức ra mắt. Thậm chí là sự bùng nổ của Frantic còn khiến cho không ít dự án đã copy paste mô hình tương tự như là Tomo này, New Bitcoin City, Store Arena hay là Post.tech nhằm tranh giành thị phần, đến mức là Frantic còn đe dọa sẽ cắt airdrop của người dùng thay lòng đổi dạ sang nền tảng khác tương tự. Hay gần đây nhất là sự chú ý của cộng đồng đang đổ dồn vào cái tên MarginFi, nền tảng lending và borrowing trên blockchain là Solana, nhờ vào chương trình nhận điểm thưởng POI tương tự như cách mà nền tảng hỗ trợ staking trên Solana là Zito đã làm và sau đó công bố airdrop và retroactive cho người dùng. Tin tức tiếp theo là JP Morgan dự đoán Ethereum sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn ở Bitcoin trong năm 2024. Các nhà phân tích của JP Morgan Chase, tập đoàn ngân hàng hàng đầu nước Mỹ, đã đưa ra dự đoán về việc Ethereum sẽ có biến động tăng trưởng cao hơn hẳn so với Bitcoin trong năm 2024, dù vẫn tỏ thái độ thận trọng về triển vọng chung của toàn thị trường crypto. Phía JP Morgan thì cho rằng những sự kiện tích cực mà cộng đồng đầu tư tiền mã hóa trông chờ đối với Bitcoin trong năm 2024 như là ETF Bitcoin Spot được phê duyệt và lần halving thứ tư trong lịch sử thì đã được phản ánh trên đồ thị giá của những tháng vừa qua, do đó có thể sẽ không mang lại nhiều tác động tích cực. Chưa dừng lại ở đó thì các nhà phân tích còn chỉ ra rằng sự kiện halving 2020, tỷ lệ giá so với chi phí khai thác đã giảm và dự đoán điều tương tự có thể tái diễn khi ở hiện tại tỷ lệ này đang là ở mức là x2.0, còn tỷ giá của Ethereum trên Bitcoin đang là ở mức 0.052, mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2022 và đang trong xu hướng giảm kể từ sự kiện The Merge vào tháng 9 năm 2022 đến nay, cho thấy là tâm lý của thị trường thì vẫn ưa chuộng Bitcoin hơn là Ethereum, bất chấp việc là nguồn cung của Ether trong tháng 12 năm 2023 đã đạt trạng thái giảm phát trở lại. Ngoài ra thì hoạt động token hóa tài sản thật lên blockchain thì cũng đang diễn ra với tốc độ khá là chậm, chỉ dừng lại ở những thử nghiệm thí điểm riêng lẻ thực hiện bởi các ngân hàng rất lớn, thiếu đi sự kết nối và tương tác giữa các nền tảng với nhau. Triển vọng xuất hiện một đồng tiền số do ngân hàng trung ương hậu thuẫn là CBDC cũng xa rời, ngay cả khi là Fed lẫn ECB đều đã đưa ra những quy định công nhận và giám sát crypto. Các nhà phân tích của JP Morgan thì cho biết là dù tình hình gọi vốn của ngành tiền mã hóa trong quý 4 năm 2023 đã có sự cải thiện rất đáng kể, tuy nhiên vẫn cần sự tiếp nối sang năm 2024 để có thể khẳng định dòng tiền đã thật sự trở lại với thị trường crypto, báo hiệu sự kết thúc cho giai đoạn mùa đông của tiền số. Tin tức kế đến là về cá voi nắm giữ lượng BRC20 sát lớn nhất thì đang chuyển tiền lên Binance. Vào ngày 12 tháng 12, sau khi mà Binance niêm yết BRC20 SAT dưới mục là Seed Tag Apply thì ví có địa chỉ đuôi là POUG đã chuyển 65.000 tỷ SAT tương đương với khoảng 36 triệu đô lên sàn, dự đoán cho hành động bán chút lời. Số SAT này thì được gom từ 8 địa chỉ thuộc kiểm soát của cùng một người vì đều có những động thái mua tương tự trong quá khứ. Sau khi điều tra thêm thì nhà phân tích này cho biết ví cá voi này thì đã từng sở hữu tới 1 triệu AUD và đã từng bán chúng ở trên Gate.io vào ngày 12 tháng 5, chiếm được ít nhất là 5 triệu đô la Mỹ lợi nhuận. Sau đó thì ví này đã tiếp tục mua lượng lớn sát vào tháng 7, dự là sẽ lãi đậm hàng chục triệu đô la Mỹ cho đến nay. Nhà phân tích thì cho biết là Binance đã được xác định là nơi chứa lượng sát lớn nhất, kế đó là sàn Gate,
Các xếp hạng tiếp theo thuộc các ví cá nhân, đa số thì bắt đầu mua từ tháng 8 năm 2023. Chỉ chưa đầy một ngày kể từ khi niêm yết thì Binance đã thu được tới 19,17% thị phần của token BRC20 trị giá khoảng 200 triệu đô la Mỹ theo bài thống kê. Dù vậy, giá của sàn thì giảm không đáng kể, thậm chí là tăng tới 26% trong vòng 24 giờ qua. Tin tức kế tiếp là sàn KuCoin nộp phạt tới 22 triệu đô và phải chặn khách hàng New York. Theo tờ Reuters thì sàn giao dịch tiền mã hóa KuCoin đã đồng ý rút khỏi thị trường New York, Mỹ và nộp khoản tiền tới 22 triệu đô để giải quyết vụ kiện với chính quyền bang này vì niêm yết chứng khoán trá hình và hoạt động thiếu giấy phép. Trong đơn kiện thì tổng trưởng lý New York là bà Letitia James đã lập luận như sau: công ty KuCoin đã không hoàn thành nghĩa vụ đăng ký với NYSE, Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ SEC cũng như là Ủy ban giao dịch tài sản kỳ hạn CFTC. Do đó, KuCoin sẽ bị cáo buộc là bán chứng khoán chưa độ đăng ký dưới dạng KuCoin Own, sản phẩm cho vay và staking của sàn. Văn phòng tổng trưởng lý thì cũng muốn KuCoin cung cấp danh tính của những người đã tham gia mua chứng khoán hay là tài sản tại sàn từ 6 năm trước. Những cáo buộc này thì đã khiến KuCoin buộc phải cắt giảm tới 30% lực lượng nhân sự và yêu cầu xác minh danh tính KYC nghiêm ngặt đối với tất cả các khách hàng của mình. Thỏa thuận rời khỏi New York của KuCoin thì cũng đồng nghĩa với việc ngừng cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán và tài sản. Người dùng ở bang này thì sẽ không thể truy cập vào nền tảng cho tới khi là có thông tin mới nhất. Theo tiết lộ thì khoản phạt lên tới 22 triệu đô của KuCoin bao gồm là thanh toán 5,3 triệu đô tiền phạt cho bang, 16,7 triệu đô crypto cho 177.800 nhà đầu tư New York. Để bình luận về vụ việc này thì CEO của KuCoin đã xác nhận tin tức nộp phạt cũng như là rời khỏi thị trường New York, đồng thời là cảnh báo người dùng đề phòng rủi ro bị lừa đảo về những thông tin xoay quanh tình hình của sàn. Trước KuCoin thì tổng trưởng lý New York cũng đã từng có hành động pháp lý chống lại nhiều công ty crypto khác, bao gồm những công ty như sau. Vào tháng 10 năm 2023 là sàn giao dịch crypto Gemini, công ty cho vay tiền crypto đã phá sản Genesis cùng với cựu giám đốc điều hành là Michael Moro và công ty đầu tư DCG cùng với giám đốc điều hành là Barry Silbert đã lừa đảo hơn 230.000 nhà đầu tư, bao gồm là ít nhất 29.000 người New York với số tiền trị giá hơn 1 tỷ đô. Tháng 1 năm 2023 thì văn phòng tổng trưởng lý còn cáo buộc gian lận chống lại cựu giám đốc điều hành Celsius là Alex Manchisky và đưa ra án phạt tới 45 triệu đô cho Neso cùng thời điểm đó. KuCoin là sàn giao dịch crypto hoạt động từ năm 2017. Hiện sàn đang nằm giữ vị trí top 4 sàn giao dịch sau Binance, Coinbase và Kraken. Theo CoinMarketCap thì khối lượng giao dịch của sàn trong vòng nửa đầu tháng này đạt mốc là 1,2 tỷ đô, chưa tới 10% so với con số 17,2 tỷ đô của Binance. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng điểm qua những tin tức crypto và blockchain đáng chú ý trong tuần. Anh em nghĩ sao về tin tức Fed giữ nguyên lãi suất cũng như là những update về những đợt airdrop đặc biệt sắp tới, cũng như anh em dự đoán thế nào về tiềm năng phát triển của Bitcoin và Ethereum trong năm 2024? Hãy cùng để lại suy nghĩ của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!